Triệu phú ổ chuột. Thật tội nghiệp, trời rét thế này. Thời buổi khó khăn, ăn mày chúng ta đã đói lại càng đói hơn. Biết làm gì bây giờ, cái số ta sinh ra đã khổ rồi, trời định mà. Rét quá, rét quá. Ông có phải là Nguyễn Văn Hành không? Vâng, đúng là tôi. Mời ông đi theo tôi. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi được lệnh triệu tập ông đến đồn cảnh sát có việc gấp. Tôi có làm gì đâu. Oan cho tôi. Xin ông cứ đi theo chúng tôi đến đồn cảnh sát sẽ rõ. Đúng là ông ấy rồi. Xin thông báo với ông, một người bà con bên Mỹ của ông mới qua đời. Theo điều tra thì ông là người thân duy nhất của bà ấy. Vậy nên số tiền 30 triệu đô từ giờ sẽ thuộc quyền sở hữu của ông. Dạ. Sao cơ ạ? Giờ xin mời ông ký vào tờ giấy này và toàn bộ số tiền 30 triệu đô sẽ là của ông. Thưa ông, nghe nói ông mới được thừa kế một tài sản rất lớn và giờ đã trở thành tỷ phú. Vâng, xin hỏi, với số tiền lớn như vậy, ông dự định sẽ làm gì đầu tiên? Trước tiên, tôi sẽ sắm cho mình một cái bát đẹp, một cây gậy mới. Dạ, để làm gì ạ? Bây giờ, tôi đã trở nên giàu có rồi, nên cũng phải đi ăn xin cho đúng dáng dấp của một triệu phú chứ, hả? Đúng là tư tưởng và suy nghĩ của một gã ăn mày. Hồ nước và dòng sông. Chị Sống ơi, sao chị không bao giờ chịu đứng im vậy? Đã chạy cuồn cuộn, lại còn mang bao nhiêu thứ bên mình. Nào là đất cát, nào là cỏ cây, nào là gỗ một con thuyền bé. Chị Sống mà lúc nào cũng phải tất bật hối hả? Trời ơi, bao nhiêu thứ như thế, loài cá bé nhỏ chúng tôi cũng phải đến khốn khổ với chị thôi. Cá nhỏ ơi, sao cậu không sang ở với tôi? Nước trong lòng tôi lúc nào cũng mát lành, hiền hòa yên ả. Gió bão đến, bờ hồ sẽ che chắn cho cậu. Cá nhỏ cậu có thể sang bên hồ nếu muốn, nhưng tôi nhắc với cậu, sống trên đời yên ả chưa chắc đã tốt.
Sống trên đời chỉ có những thứ luôn luân chuyển, luôn thay đổi mới có thể phát triển và tồn tại mãi. Ôi trời ơi, chị Song, chị khéo dọa trẻ con. Chị không được sống an nhàn thảnh thơi xinh đẹp như tôi, nên chị không vừa lòng đấy thôi. Cá nhỏ, sang đi. Tôi đảm bảo cậu có cuộc sống an nhàn sung sướng, không phải khổ sở vật lộn kiếm ăn giữa dòng nước xoáy nữa đâu. Xin lỗi đã để cậu mắc cạn nơi đây. Cậu hãy quay trở lại với dòng sông, đó mới chính là nơi cậu nên sống. Cá nhỏ à. Muộn rồi hồ nước ạ. Cá nhỏ không còn đủ sức để về bên tôi nữa. Bây giờ thì cậu đã hiểu rồi chứ. Cho dù trời phú cho cậu rất nhiều thuận lợi, nhưng cậu cứ ngủ quên trên những điều đó, không cố gắng sống, không nỗ lực và phát triển chính mình, cuối cùng cậu cũng không thể tồn tại mãi. Đó là quy luật cuộc đời mà. Xuất chiếu muộn. Chị Nhi lần này lên trưởng nhóm rồi, phải khao đi chứ. Đúng đúng, phải ăn một bữa ra trò. Ăn xong đi hát nữa nha. Thôi, đi xem phim đi. Xem phim Định Mệnh đang hot đấy, mới ra rạp hôm qua. Chị Nhi khao hẳn chị em ghế VIP luôn nha. Được được, thích gì cũng chiều. Nhưng để mai đi, hôm nay chị có hẹn rồi. Lại hẹn? Ngày nào chị cũng kín lịch rồi hả? Anh chàng nào mà may mắn thế? À, lớp nhảy của chị tụ tập ấy mà. Học xong nên đi xõa luôn, nên các cô chờ đi. Ôi em ngưỡng mộ chị quá à. Vừa đẹp, vừa giỏi, lại còn quan hệ rộng nữa, đi đâu cũng đầy bạn. Dự án bận quá nên chắc khuya con mới về mẹ ạ. À, hay mẹ mang đồ ăn qua công ty cho con nhé, chứ đêm khuya ai bán cho mà ăn. Mẹ hơi là mẹ, hàng quán bây giờ mở thâu đêm nhiều lắm mẹ ơi. Con muốn ăn cái gì cũng có, mẹ đừng lo. Ừ, vậy nhớ ăn có sức mà làm nghe con. Về cẩn thận đó. Mẹ yên tâm, mà mẹ ngủ trước đi đừng chờ con. Con có chìa khóa rồi. Đi Nhi ơi, hôm nay không say không về nha. Đi nào. Yo, nhóm Street Dance number one. Về nha, hôm nay vui quá đi mất. Mẹ ơi, con về rồi đó hả? Hôm nay về sớm thế, cả tuần về muộn cũng được sớm một hôm ha. À, con về qua nhà tắm cái, rồi tối có hẹn với đối tác mẹ ạ. Thế con lại ra ăn ngoài à? Mẹ nấu gần xong rồi. Con bận quá, quên báo với mẹ. Thôi mẹ cứ ăn nhé. Con đi chuẩn bị đồ nếu không muộn mất. Con đi đây ạ, à, yêu mẹ nhất. Con có ăn thử miếng sườn riêm cho đỡ đói không? Con trang điểm rồi, ăn bây giờ hỏng hết son môi. Con đi nha mẹ. Mẹ ơi, mẹ đi ngủ trước, đừng chờ con nha.
Chà chà, chị nổi quá ha. Thôi xong, quên cái điện thoại ở trên nhà rồi. Chờ chị chút. Mẹ ơi, sao cửa không khóa thế mẹ? Mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ. À, con hả? Sao vậy luôn thế? Con mệt à, không khỏe ở đâu? Mẹ cứ rời ra là khâu khâu vá vá, lọ mọ làm gì? Cũng chưa ăn cơm nữa. Mẹ đính cho con thêm cái cúc trên cùng này. Hôm nào gió nhiều cài thêm vào khỏi lạnh con. Sao mẹ không xem tivi, nghe đài làm gì? Mẹ bảo thích xem phim truyền hình cơ mà. Cái tivi ở đây nó xịn quá, không như ở quê. Mẹ dò mái không ra được kênh nào. Toàn tiếng Tây thì xem gì, nghe kịch trên đài cũng được. Chị ơi, nhanh lên, không muộn giờ chiếu bây giờ. Con bận thì cứ đi đi, không phải lo cho mẹ đâu. Cả tuần về muộn cũng được sớm một hôm ha. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Chị có việc đột xuất không đi nữa, hôm khác nhé, thông cảm cho chị. Sao thế con? Mẹ, mẹ đi cùng con đến chỗ này đi. Đi đâu? Mẹ cứ đi cái đã, nhanh đi mẹ, mặc thế cũng được rồi. Cho chị hai vé như những ngày xưa ấy nha. Chị ơi, có phim Định Mệnh hot mới ra rạp hôm qua, chị có muốn xem không ạ? À? Thôi, mẹ chị không đọc kịp phụ đề, xem phim Việt dễ hơn. Ra thế, chị tâm lý ghê, cả rạp này chắc mình chị đi với mẹ quá. Con à, có mỗi hai mẹ con mình hay sao ấy? Càng sướng mẹ ạ, à, chắc không ai thích xem ngày xưa như mẹ con mình. Ngày xưa, khu tập thể có đoàn đến chiếu bóng. Mẹ nhớ nhà nào cũng ăn vội ăn vàng, để còn kịp ra sân xí chỗ cho con. Hồi đó khổ nhưng mà vui. Ngày đó thi nhau chen chúc, ba mẹ nào khỏe thì con ngồi trên. Mẹ toàn nhường ghế cho con, xong kê dép ngồi cạnh quạt cho con như cá tay. Mà có mỗi hai mẹ con thế này, con mua làm gì cho tốn tiền? Thì mẹ cứ xem đi. Con ơi, đến rồi thôi yên lặng xem đi, mấy trăm ngàn lận xem tập trung vào. Mẹ à, sao đến giờ con mới đưa mẹ đến đây nhỉ? Con ham vui, vô tâm quá, con tệ quá. Mẹ, từ nay con hứa sẽ dành nhiều thời gian bên mẹ hơn, như những ngày xưa ấy mẹ nhé. Chiếc ấm bỏ quên. Ôi, chói quá, mới sớm ra mà đã. Mẹ ơi, người mẹ có vết gì thế kia? Đấy, đêm qua tên chuột đáng ghét chạy trốn bắt mèo nên nó phi lên đây, va vào mẹ là mẹ chao đảo, suýt chết. Vẫn in đầy dấu chân lên người mẹ đây này. Mẹ phải đi tắm đi chứ không thì hôi lắm. Tắm táp gì, lâu nay nhà mình có được ông bà chủ lau rửa kỳ cọ đâu mà. Nói thế mẹ lại buồn. Mẹ không buồn đâu, ba mẹ con mình đã cống hiến bao lâu nay, thế là vui rồi con. Thời này ai còn dùng cái ấm sứ cũ kỹ nữa. Bây giờ mốt phải dùng bình giữ nhiệt, biết chưa? Nhìn tôi xem, cao này, thon thả, tỏa sáng, inox nhập khẩu, công nghệ tiên tiến. Mẹ ơi, cô ấy đẹp quá mẹ ơi. Mà bình giữ nhiệt là bình gì hả mẹ? Bình giữ nhiệt mà cũng không biết ư? Lỗi thời, đúng là lỗi thời. Có tôi đây, con ngồi làm việc đến tối thì trà vẫn nóng như lúc mới pha, hiểu chưa? Thôi, chào nhé. Tôi tới cơ quan làm việc đây, ngồi trong phòng giám đốc thích lắm, mát rượi. Ông chủ quên mình rồi phải không mẹ? Mình sẽ không bao giờ được hít hà mùi trà thơm nữa phải không mẹ? Đừng buồn các con à, mẹ tin mình vẫn còn có ích cho ông chủ. Bụi quá, bà chủ tự nhiên quét dọn thế này, có khi sắp được ra ngoài vườn pha trà mẹ ạ. À. Đúng là mơ mộng, quét dọn để lát vứt đi cho gọn nhà thì có. Mẹ ơi, người ta sẽ vứt mình đi thật ạ. À. Mẹ ơi,
con không muốn ra bãi rác đâu. Ngoài đó bẩn và đáng sợ lắm. Đừng sợ các con, có mẹ ở đây rồi, mẹ sẽ bảo vệ các con. Mẹ ơi, con không muốn bị bỏ đi đâu. Con muốn ở nhà, ở bên mẹ cơ. Tạm biệt mẹ con ấm sứ nhé. Tôi đã nói rồi mà, hết thời thì phải ra đi thôi. Giờ là thời đại của bình giữ nhiệt ta đây. Pha trà đi bà xã ơi, có khách. Chờ tí. Mát quá. Nhẹ tay thôi nhé, tôi là đồ cao cấp đó. Bye bye, tôi đi làm nhiệm vụ đây. Ngoài vườn chắc đẹp lắm. Đây Bình đây, tự pha đi, tôi đang dở việc. Mùa thu thật tuyệt, ánh nắng soi vào mình làm mình càng tỏa sáng hơn. Ấy, ông nghiện trà mà chưa biết cách uống trà chuẩn rồi, ai lại pha trong bình giữ nhiệt chứ? Làm sao? Bình xịn của tôi đó. Xịn nhưng không phù hợp. Pha trà phải dùng ấm sứ, bầu rộng, nước vừa ngập trà mới đượm hương. Người ta đang nói mẹ con mình đấy mẹ. Cho em xem với. Ấm sứ có lỗ thoát hơi nhé, lá trà mới không bị đỏ và mùi không nồng. Người ta nói đúng đấy, cô ấy chỉ tiện mang nước nóng mùa đông thôi. Chứ kính bình thế kia, lúc nào cũng nóng hừng hực. Trà chín quá, vừa nồng vừa đỏ, uống còn gì là ngon nữa. Ừ, đúng là đỏ quạch, lại mất hết mùi trà, chả còn thơm nữa. Bà chủ, cho mượn bộ ấm chén nào. Mẹ ơi, hình như có người gọi tên mẹ con mình. Chắc em nghe nhầm đấy, lát nữa bà chủ vào dọn tiếp là chúng mình phải đi rồi. Đúng mà. Cái bộ ấm chén vừa nãy thấy đây đâu rồi nhỉ? Chết rồi, mẹ ơi, người ta đánh vứt mình đi đây. À, may quá chưa vứt đi, bụi quá. Mát quá, thích quá, lâu lắm mới được tắm. Mẹ ơi, bà chủ không vứt mình đi nữa hả mẹ? Mẹ cũng không rõ nữa, hy vọng là thế con à. Đủ bộ ấm chén là chuẩn, nào đánh cờ đi. Tuyệt quá, thơm quá mẹ ơi. Lâu lắm rồi mới được đắm mình trong mùi trà, thích quá. Mẹ nhìn cô bình giữ nhiệt kìa, đáng ghét, cứ chê người khác, giờ thì đứng một xó. Con đừng nói vậy, mỗi người có một điểm mạnh riêng, đến mùa đông cô ấy sẽ giúp ích được cho ông chủ nhiều đó con. Còn muốn uống trà nhâm nhi chuẩn thì phải là mẹ con mình mẹ nhỉ. Xin lỗi mấy mẹ con nhé, tôi không nên ngạo mạn chơi bai mọi người như thế. Không sao đâu, chúng ta là bạn cùng một nhà mà. Tấm vé đi tuổi thơ. Alo, mẹ à. Tùng hả con? Con đang làm việc hả? Trưa nay về sớm ăn cơm với cả nhà con nhé. Bà nội vừa từ quê ra mong gặp con lắm đó. Con còn bao nhiêu việc, đâu thể bỏ dở được mẹ. Mẹ cứ nấu thật nhiều món ngon mời bà. Tối con về cùng gặp bà sau cũng được. Có gì đâu mà vội. Nhưng bà mong con lắm đấy. Thôi mà mẹ, tối con về mà. Thấy mẹ nhé, con phải làm việc nốt đây. Trưa nay mọi người đi ăn liên hoan chúc mừng chị em phụ nữ ngày 8 tháng 3. Cậu đi chứ? Thôi chết, mình còn đang viết dở phần mềm chương trình mới. Mà cuối giờ chiều nay phải nộp cho sếp rồi. Mọi người cứ đi đi. Biết mà, có mấy khi cậu ấy đi chơi đâu. Suốt ngày cắm mặt vào công việc thế thì có mà hết cả cuộc đời trong chớp mắt. Đã trưa rồi, Thảo nào thấy đói quá. Thôi, đành phải đi ra ngoài ăn tạm cái gì đó, rồi vào làm tiếp vậy. Đã muộn rồi mà còn đông khách thế. Lớn rồi biết bao nhiêu việc phải lo, là trẻ con thật sướng, vô lo vô nghĩ. Giờ ước gì có một tấm vé trở về tuổi thơ, để tránh những mệt mỏi hiện tại, thì tuyệt vời biết bao. Cô là ai? Ta là thần chế ngự thời gian, đừng ngạc nhiên, chẳng phải ngươi vừa nhắc đến ta sao? Thần chế ngự thời gian ư? Tôi đâu có nhắc đến cô. Ngươi vừa nói lên mong ước trở về tuổi thơ đấy. Nhưng đó là một điều không thể. Không có điều gì là không thể cả. Ngươi hãy cầm lấy chiếc vé này lên toa tàu tuổi thơ mà ngươi đã lựa chọn.
đã đến ga số 1. Đã đến ga số 2. Cuối cùng cũng đã đến nơi rồi, tấm vé tuổi thơ. Thắng rồi nhá. Tùng ơi, mày hết bi rồi nhá. Không thèm chơi nữa, lần nào cũng thua hết. Chúng mày ơi, tao có bẻ câu này, chơi trò kéo xe đi. Phú ơi, mày to nhất hội, kéo tao trước đi. Sau tí nữa, tao cùng mấy đứa kéo lại mày. Được rồi, tí phải kéo lại tao đấy. Tao đến đây. Thằng cu Tùng này, mẹ đã dặn thế nào rồi hả? Mẹ đi chợ trưa, phải ở nhà ngủ. Thế mà lại dám rủ bạn đến chơi cả trưa dưới nắng thế này. Trẻ con đứa nào chẳng thế. Cho nó chơi với bạn, với bè, tuổi thơ mà con. Hôm nay có phiên chợ quê, bà mua bánh rán mà con thích ăn nhất, với cả mấy hòn bi cho con chơi. Nhưng mà con phải ngoan và cố gắng chăm chỉ học hành, nghe chưa? Bà ơi, con yêu bà nhất. Thật là tuyệt diệu, đẹp quá bà ơi. Bà ơi, sau này cháu sẽ nuôi bà, sẽ đưa bà đi chơi trên thành phố nhộn nhịp và mua bánh cho bà nhé. Bố anh, cứ ăn ngoan học ngoan là được. Bà ơi, là một giấc mơ ư? Mẹ ơi, bây giờ con về luôn mẹ nhé. Con sẽ về ăn cơm và đưa bà đi chơi. Thật hả con? Con cứ về đi, nhiều món lắm, bà cũng đang mong ngóng con nè. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.